Hi, xin chào các bác nha. Hôm nay xin mời các bác cùng mình đi thăm vườn sưa nhỏ nhỏ của mình nhé. Cái vườn này là mình không chăm sóc, nói chung là không chăm sóc luôn. Sau khi trồng là có một thời gian là mình có cắt cành cắt đồ thôi. Nhưng mà qua video này là để giúp cho các bà con ai mà trồng sưa là thứ nhất là phải có chăm sóc nhá, để nó có cái chất lượng. Nó lên rất là nhanh, tầm 10 mấy năm là cây này thu nhập được rồi. Cái cây này là mình trồng mình vứt á, thứ nhất là đất nó không được tốt, thứ hai là do trâu bò bà con hay vô thả, mình không chăm sóc á. Nếu mà mình làm cỏ thường xuyên thì chắc là cái trâu bò nó không thể vô được đó, không có cỏ thì nó lại chín nó ăn. Nhưng mà do là mình trồng xong là mình vứt, mình bỏ hoang như vậy á. Đấy các bạn ạ. Cho nên bà con là cứ vô cột trâu vượt qua. Thứ nhất là thứ hai là mình trồng không có nước toàn nhá, không có tưới nước, phụ thuộc vào thời tiết bên ngoài thôi. Đấy, cây không lớn nhá, cây không lớn các bạn nhá. Đấy. Cái thứ hai nữa là lúc mình cắt là cắt tầm 5 năm tuổi rồi. Đấy, mà cắt vào mùa mưa tháng 12 các bạn là cây cũng sẽ bị hỏng các bạn nhá. Đấy. Thì mà các bạn cắt tháng 3 mùa này á thì ok. Đấy, kể cả các bạn không 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 cần phải bỏ keo đâu. Mà các bạn lưu ý là cắt chéo các bạn nhé, để nó nước mưa đổ nó không không đông lại, nó không không tích tụ được. Đấy, mình cắt bữa trước là mình cắt chỉ là cắt thôi. Đấy, cắt kiểu nào cũng được. Dẫn đến là cây nó bị hư hỏng, nó thổi 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 nó thành là không, sau này cây không có giá trị các bạn nhé. Đấy, lưu ý cho một số bác như vậy thôi. Các bác nào có nhu cầu trong chăm sóc á thì nhờ cho mình nhé. Đấy, đây cây của mình đây. Đấy, cái cây này 15 16 năm rồi mà cũng không ăn thua các bạn. Đấy, trồng xong là vứt. Đấy. Chỉ cần các bạn đã trồng là không cần nhiều đâu. Đấy, số lượng nhiều cũng chất lượng không có, giống như mình này. Đây, nhìn cây này nó cao cọt ra, và cây đang lại cái cây này mình chắt vứt luôn trong cây khác, nó sẽ bỏ phân một phiền, nó sẽ lên lên rất nhanh. Đấy, đấy, còn để cây này nó cây còn nó không lên nổi nữa các bạn nhé. Cây nào xấu quá mình chặt bớt để đào vứt rồi bỏ phân bỏ đồ đầu mình trồng lại cây mới. Đấy, có chất lượng hơn, nhưng mà mình thì cũng rất là nhiều việc. Đấy, không có thời gian, chẳng qua là mình trồng vứt nữa thôi. Cây nào tốt thì mình hưởng, cây nào xấu thì thôi mình vứt. Nhưng bà con thì nên chăm sóc đàng hoàng nhé. Đấy, đây là một số kinh nghiệm sai lầm khi mình trồng lâu năm thì dẫn đến cây là sẽ coi cọt, nó không lớn nổi. Đấy, dòng con người mình đã trồng là cây xưa là xác định là 10 năm là mình ngang mình bán được rồi. Đấy, 20 năm thì cây sẽ có giá trị rất là tốt. Đấy, một số anh em vay 120, 130 rồi. Đấy, cùng tuổi với cây mình đây. Cây này nó chỉ tầm 60 thôi. Đấy, đây cái cây này cũng rất là xấu các bạn ạ. Đấy. Đấy, nó phát triển không không được đẹp. Thì mình đi cắt cuối cùng là không có thời gian. Đấy, cứ vật như vậy. Đấy, đây các bạn coi toàn đá không này. Dưới kia cũng như này nha các bạn ạ. Nếu mình chặt đá cục thế này thì cây cũng rất là tốt, nhưng mà phía bên 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 dưới cũng như vậy. Đó, cho nên là rễ cây nó không có chỗ mình để bám, nên cây rất là xấu luôn. Đó. Thì mình sẽ quay một góc phía bên này để cho các bạn cùng xem. Sau này các bạn rút kinh nghiệm để có cái vườn sưa đẹp, thẳng đẹp nha các bạn nhé. Rồi là cây lớn rất là nhanh. Đấy, hôm nay là mình quay toàn là cây xấu thôi. Đó, các loại cây đẹp thì rất là khỏe mà. Đấy, không phải là cây nào cũng đẹp 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 nhá. Đấy, một số bạn chỉ lựa chọn cả cây đẹp, mình thì mình chọn cây đẹp và cây xấu luôn để cho bà con xem và rút kinh nghiệm, sau này ai cũng có cái giá trị kinh tế cao. Đấy, đấy, nhưng mà mình chỉ quay các loại cây đẹp thì các bạn không biết đầu tiên là cây nào cũng đẹp. Tuy nhiên thì
cây đẹp cây xấu là phụ thuộc vào người trồng thôi. Còn để mà mình phạt cỏ kiệt sạch sẽ, tức là dinh dưỡng của đất là không có cái cây cối khác cạnh tranh chứ có rễ cây cây sữa của chúng ta hút thôi. Nhưng ở đây thì mình đấy hàng trăm cây, các bạn coi mình không không phạt cái chỗ nào mà không có cái cây to cây khác thì có cái cỏ là cỏ thì bà con toàn đi cái cột trâu cột bò đây đấy. Mùa này là cỏ xanh tươi mơn mởn cho các bạn này, nhưng mà đây các bạn coi phang phiu đấy, liên tục trâu bò đây. Thì riêng cây sưa các bạn muốn có chất lượng là đầu tiên là các bạn phải đào đào hộ bón bón lót nhé các bạn nhé, rồi các bạn trồng rồi là phải có cột trồng cột triệt đàng hoàng, rồi sau cây thẳng đẹp mà 100 cây 100 giá tiền đấy các bạn nhé, 100 cây là 100 giá tiền đấy, tức là cây nào cũng được giá 100%. Đó, bạn hiểu như vậy, cây nào cũng được giá 100%, rồi không lo sợ là cây này rẻ cây kia đắt mà. À, mình chăm sóc như nhau nó phát triển chiều cao và cái vành nhá nó bằng nhau. À, bây giờ giống như cây mình 16 17 năm như thế này ấy, thì giá sẽ lên trên cả 100 triệu nhá, mà cây lên 100 triệu đó. Đấy, nhưng mà cách chăm sóc thế này thì chắc là chỉ có số lượng thôi, có số lượng cây thì nhiều nhưng mà cái quả nó không được già các bạn ấy. Mình chấp nhận thôi, mình nhiều việc thì mình chấp nhận thôi. Đấy. Nếu bà con nào mà rảnh rảnh á, thì dành một chút thời gian về một cái vườn sưa, đó, chăm bón chăm sóc thường xuyên á, đấy, giữ gìn sức khỏe cho cây, đừng để là sâu bệnh rồi mình sẽ ngăn cản kịp thời. Nếu mà để lâu qua trong mình thì một năm mình đi thăm một vườn một lần á, thì mình tới là một số cây sưa nó khô nó chết rồi, không còn gì cơ hội để cứu chữa các bạn đấy. Cho nên là rất là mong muốn là một số bác rút kinh nghiệm nhé, đấy, một số bạn trẻ nữa. Đấy, bạn nào mà có cái xu hướng muốn làm kinh tế á, là từ cây trồng á, riêng làm kinh tế từ cây trồng rất là lâu các bạn nhé, rất là lâu. Đấy, tuy nhiên là theo địa phương, theo thì thụ nhược đất đai đấy, chục chục năm nhưng mà một số bạn cũng bán hàng tỷ bạc đấy. Thì là ví dụ mình trồng tầm 500 cây hoặc 1.000 cây mà mình chăm sóc á, thì hơn cả tỷ bạc các bạn ấy. Đấy. À, chứ còn mình trồng 200-300 cây cũng ok, nhưng mình chăm sóc một cây lên cũng 100 triệu, 200 triệu hoặc là 300 triệu. Đấy, vẫn là có giá trị. Đấy. Thì có lẽ qua video này thì xin cảm ơn các cô dì chú bác các anh chị đã đăng ký kênh của mình trong thời gian vừa qua, mặc dù là video nó không được hay. Đấy. Nhưng mà bà con rồi là một số anh em vẫn là ủng hộ, thì một lần nữa xin cảm ơn các cô dì chú bác các anh chị và tất cả các bạn đã ủng hộ video của mình trong thời gian vừa qua nha. Xin chúc mọi người sức khỏe hạnh phúc và thành công nha, bye bye.